nay là mình đi chợ swap. Hi guys. Hi Brian. Hey guys. It's still early morning and Sunday morning and it's 7:30. And I'm already feeling a little so fun. It's kind of early. It's kind of early. You are high up in cool. the. This is in. Wow, yeah. Look at that. We're gonna go to the swap. Cho cả nhà coi chút xíu cái đường thôi. Cái này là mình đang đi chợ trời. Trời ở Mỹ thì có nhiều, rất là nhiều đồ luôn. Nhiều ma phi phí. Đây có nguyên một cái bãi cỏ lớn này, của trường đại học nè. Trường cho học sinh chơi thể thao rồi trên cái sân này. Thường thường là chợ trời làm ở ngay cái bãi đậu xe của trường học ha. Đây là những cái bãi đậu xe lớn, thiệt lớn. Đây có những cái khu nhà mới xây. Chỗ rửa xe. Đây chỗ rửa xe loại mới nè. Catch Seafood House. H2CO. Ồ, đây nhà hàng gì đây? Nhà hàng Big Catch Seafood hả bạn? Seafood House. Yeah. They have lobster and other things. Đây có cái nhà lớn. Nhà building gì lớn. Wait, how do you... Này là bán thảm. Bán nệm chứ, giường nệm. Đây mình đang ở đường Edinger, góc đường Gothard. Ồ, có cái bông đào đẹp quá. Cái bông đào. Ồ, cành đào còn nữa nè. Đây, cành đào đây. Wow. I'm pretty sure if you turn off the Wi-Fi, there's no ads, but I don't think it works. Đây là chợ trời. Chợ trời sẽ nằm phía hướng bên phải của cái đường đi. Đây. Chợ trời. Golden West. Của trường đại học Golden West. Oh my god, it's already... Oh, that's a lot. Chạy xuống túi kia luôn. Oh, I woke up early, but these are mostly the people that work there. Dừng xe. Đừng có đậu ngược nha. Ngược nó phạt xuống nè, xuống không. Đây là động. What is that experience like, Jenny? Do you love Sinclair or does Sinclair love you? Sinclair loves me. I don't know. Đừng mở cửa nha, từ từ nha. Đậu xe rồi nha. Ok, hi guys. Rồi, mình muốn nào? Mình thích lửa nào? Churro, mình lấy churro ha. Okay. Yeah, look at a little corn dog. Oh, corn dog. Pretzel. $2. 2 đồng, khoảng 2 đồng. Có băng bánh nè. Đó, bánh mễ nè. We have hot dogs. No, they don't have it. Is it like the cart? Was like that? Wait, she does. She does have it. Come. Yeah, she has it. She has it. Yeah, we should get one. Did we already tried it before? It was good. No, we didn't try it. Good night, huh? Yeah, it's really good. I tried it before. I want to get the original. You only have two. I know. Yeah, they're very rare. Only one thôi. Lấy gì nhiều. Yeah. Hai you guys share thôi, bán đồ ăn. I want to get that one. Oh, đây người ta bán. Should we? Đồ quá trời. Đi bộ lên cái đường. Đầu phải đầu xe, đi bộ vô. Đây là trường đại học đây. Okay. Cái xe gì hết tới mình chỉ different every time. Cái xe luôn.
xe của mình đây. I don't really care, so I'm gonna do the number. I don't think that one looks good. Okay. Mình mới quay thôi mà. Này có đâu có băng vải nè. That's a lot of shit. Vải quá trời dày nữa. Wow. Air Jordan. Air Jordan này chắc đang thổi đồ luôn. Đi. Đi gì mà lâu quá vậy. Dày. Oh, somebody, mom. Amy, why are you going home? Dày quá trời đúng rồi. Chỉ. Ừ, có trái cây nữa nè. Quá trời vải đây. Cây cái mì lạnh không con? Hồng.
Wow, mấy cái này đẹp không? Có cái đít kìa. Nhìn cái đít kìa. Look how many turtles are. Wow, có con gà đẻ trứng kìa. Oh, look at the duck. So cute. There's flamingo. I like the bunny. Yeah. Đi. Qua đây lúc nào nè. So cute. The big duck kìa. Mày nhớ coi cái chỗ này dưới này đó, nó bán áo thun á. Ủa đẹp, con thích á, áo thun con thích á bạn. Actually I don't need for people. Vô coi đi. Ồ, chắc mà mua cái clock quá à. Wow, mình thích cái đó hả? Quá trời dày luôn. 1000 cái dày luôn. Wait, what? 1000 cái dày luôn. Wow. 1000 dày luôn. Vô coi đi. Đây, chung quanh đây, cái này là chung quanh chợ trời gần nhà mình ha. Đây, tìm gì đây? Rika. Không biết Rika gì. It's not weird, Annie. You never even tried. Try it your first. First time. It, what was it called? Rika? Rika, I, không biết đọc luôn mới ghê chứ. Rika Barbacoa. Đẹp quá. Ngồi ngoài ăn không? Ow. Okay. I wanted to eat Taco Bell because I want to get my wow, đó nhìn hình đấy nè, nhìn hình nè. Nè cái hát bự nè mày, rồi mày đứng coi coi. Oh, wow. Có món gì ngon quá nè. Oh, hai nè. Món gì đây? Trời có cua đó nè. Nướng à, ổng nướng kìa. Ổng nướng thơm, ổng chép nướng không biết nè. Đâu biết đâu, vô coi. Ủa ngon rồi này mát ăn đã. Yeah, it's cool. No, ngoài này. Ồ, hai đứa ngồi ăn đây. Hôm nay vô ăn đồ Mỹ hả? Vô ăn đồ Mỹ hả vô gai? Nó mở cho vô rồi đó, chứ mở đi. Thì nó lạnh mà. Thì vô hỏi đi, mệt quá. Ồ, mấy cái này. Cái tiệm đẹp quá luôn. Nhìn ra nè, cái này là ngoài đường ha. Wow, đẹp quá luôn. Đẹp quá. Đẹp quá.
có nước nè. Này khúc của Mỹ ha. Yes, real sugar. Coca-Cola. Của thằng sau có là Mexico. Nghe nhạc kìa. Cái này ngồi vô mà mễ quá vô, cái cool quá vô. Ngon lắm á, nó là lạ. Đây, cái này là beef tackle với lại cái gì quên rồi. Pork. Chữ gì tiếng Mỹ là gì? Pasto. Nó mới quay liền phát cồn. Nhớ lắc lại cho em ra. Wow, em mì ăn. Chị có muốn dắt miếng chanh không con? Ngon. Nó có dĩa mà con, dĩa ăn trong dĩa đi. Cái này cũng má nha. Cái này một cái là beef với lại một cái là pork. Phải không? Cái này là mấy cái ingredient mình bỏ chung với mình ăn ha. Oh Amy, I mean sorry, Brian got this plate but he didn't know what he's getting. He didn't know what this one is. What is it called again, Brian? Oh, I don't even know. Did you order house with your Spanish class on? No. Not great. You get an F on it? I can tell. Hey. Wait, did you start it? It is. Start looking for the stuff. Nóng từ từ. Từ từ ăn, right?